Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền cần có con mắt biết chọn pháp. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Người học Phật pháp cần phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết chọn pháp, biết cái nào là pháp, cái nào không phải pháp, cái nào đen, cái nào trắng, cái nào thiện, cái nào ác. Phải nhớ đừng nhận lầm cái giả là thật, đen cho là trắng, trắng cho là đen, hoặc lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện, đó đều là điên đảo. Khi mình muốn nhận thức những pháp như vậy, cần phải có con mắt gọi là trạch pháp nhãn. Trước tiên hãy rũ bỏ ngã tướng, nếu có ngã tướng thì sinh ra đủ thứ chướng ngại, cũng không có trí huệ nữa. Có ngã tướng thì tự sinh ra tâm ích kỷ, rồi theo đó là sinh tâm tư lợi, tâm truy cầu, tâm tham lam. Khi cầu không được, tham không xong thì lại sinh ra tâm đấu tranh, cùng người tranh cường luận thắng. Nếu như không có ngã tướng thì có cái gì gọi là ngã? Ai là ngã? Cái ngã này là ai? Quý vị suy nghĩ tham nó. Như tham câu niệm Phật là ai? Câu niệm Phật là ai này là tham, chứ không phải để niệm. Nếu mình niệm tới niệm lui thì vô ích, mình phải tham nó. Tham thì tự như lấy cái rùi đục mà rùi, rùi mãi, tới lúc nào đâm thủng nó được thì tức là mình triệt ngộ. Nhất thời bất minh bạch, nhất thời đô yếu tham, thời thời bất minh bạch, thời thời đô yếu tham. Nghĩa là lúc nào chưa hiểu rõ, lúc đó cần phải tham, mọi lúc chưa hiểu rõ, mọi lúc cần phải tham. Tham thiền cũng không phải đoán mò, nếu như mình cứ đoán rằng tôi niệm Phật à, anh niệm Phật, người đó niệm Phật, ai niệm Phật. Đoán tới đoán lui đều đoán không đúng, mình cần phải tìm ra ai, chứ ai này chính là Kim Cang Vương Bảo Kiếm, tức là lưỡi kiếm trí huệ. Nếu dùng lưỡi kiếm trí huệ này mà chặt đứt hết vọng tưởng khác thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Nếu không nhận thức, không hiểu rõ pháp môn tham thiền mà cho rằng pháp môn này cũng giống như pháp môn niệm Phật, nghĩ rằng niệm càng nhiều càng tốt thay vì tham thì đó là điều hết sức là sai lầm. Không cần niệm cho nhiều, chỉ cần kéo hơi cho dài, tham cho nhiều, mấy giờ đồng hồ cũng được, thậm chí tham đến 8 vạn đại kiếp cũng không gián đoạn, thì đó mới là chân chính tham thiền. Tại sao phải tham câu niệm Phật là ai, chữ ai này cũng là đã nhiều lời, nhưng vì chúng ta giống như con khỉ, lúc nào cũng muốn tìm cái này cái nọ để làm, do đó chữ ai để mình đi tìm, thì vọng tưởng mới hết, nghĩa là dùng chữ ai này giống như lấy độc trị độc. Tham thiền tức là quét sạch bụi, tức là vọng tưởng. Khi mình không còn vọng tưởng thì mới đúng là thời thời thường thất thức, nghĩa là lúc nào cũng quét sạch. Tại sao cần phải quét bụi? Bởi vì không muốn cho tâm bám đầy bụi, mình muốn quét sạch tất cả mọi pháp, xa rời tất cả mọi tướng, đó là pháp môn tham thiền. Nếu mình không có con mắt chọn pháp, không hiểu biết được chân pháp, thì mình không biết thế nào là tham thiền. Không biết tham thiền thì chỉ phí công lao tu tập. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Nên trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn pháp rất là quan trọng. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha,